Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cúc Sành, anh hãy mau tới dẫn em đi đi. Chỉ cần anh tới dẫn em đi, em sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho anh. Hãy mau dẫn em đi đi. Là gì? Người là ai? Nương nương, tôi là Cảnh Trân. Là ngươi à? Ngươi tới đây làm gì? Tôi mang tới cho nương nương một cơ hội để ngóc đầu. Mang cơ hội để ngóc đầu lại cho ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào nó. Nhà phiến, ai già nghĩ rằng nhà phiến là đồ hại người, không ngờ nó lại hiệu dụng như vậy. Mấy ngày qua được người sống, bệnh tật bao nhiêu năm của ai già hình như đỡ nhiều. Ê, ngươi làm gì? Tại sao lại quỳ? Là Phật già, thậm chí lén lén vận chuyển nhà phiến vào cung là bởi vì muốn chữa bệnh cho lão Phật già. Bây giờ nhìn thấy lão Phật già khỏe lại, trong lòng thần thiếp rất vui mừng. Cho dù bắt thần thiếp chết ngay lập tức, thần thiếp cũng cam tâm nữa. Thì ra người vận chuyển nhà phiến là vì muốn chữa bệnh cho ai già. Tại sao chuyện này không chịu nói trước? Toàn phi tỷ tỷ làm việc xưa nay nhanh và bạo, người ở hậu cung ai cũng biết hết. Lão Phật gia nghĩ xem, thần thiếp có cơ hội để lên tiếng hay sao? Tuy nhiên, thần thiếp làm như vậy thật sự có lòng ích kỷ. Sao lại nói vậy? Lão Phật gia có biết không, hoàng thượng là người có hiếu nhất. Cái bệnh này đây làm cho ngài nóng ruột, đương nhiên long nhan đại nộ. Thần thiếp là tân phi ở hậu cung, không phải ở dưới vua như ở dưới cọp hay sao? Người muốn sớm chữa lành bệnh cho ai già để hoàng thượng khỏi trút giận lên đầu của người à? Thần thiếp đáng chết, thần thiếp có tội. Ai già hiểu rõ chuyện thế nào cũng không thể trách người. Bắt đầu hôm nay dọn về ở cảnh nhân cung đi, đợi hoàng thượng trở về ai già sẽ phong thưởng. Đa tạ lão Phật gia. Tường Tân, cái chuyện này không thể trách toàn phi nương nương. Bà đã nhận ý chỉ của ai gia nên mới nhốt người lại. Thật ra ai gia là hậu cung chỉ dụ, hy vọng mọi người có thể hòa thuận, cái đó rất là quan trọng, ngươi có hiểu không? Dạ, thần thiếp không dám có lòng oán hận. Nè, theo ai gia đi thưởng hậu hoa viên đi. Tạ ơn lão Phật gia. Cảnh Trân tiểu thư đã tới. Cảnh Trân thỉnh ăn với nương nương. Cũng may được hai cha con các người cứu giúp, nếu bằng không bản cung đã bị ăn nhíp một cách thê thảm. Nương nương đã quá lời, có thể góp sức cho nương nương đó là vinh dự của hai cha con chúng tôi. Ngươi thật là khéo ăn khéo nói. Ngươi không trách ta đánh ngươi, bắt ngươi sao? Không bao giờ. Cảnh Trân tuổi trẻ vô tri, lại đi hẹn hò với người ta ở trong cung. Nương nương tốt với Cảnh Trân như vậy, nương nương dạy Cảnh Trân, dạy cho Cảnh Trân biết những nguyên tắc ở trong cung, Cảnh Trân làm sao oán hận nương nương được.
Người đẹp thật đó, lại còn biết khéo ăn nói nữa. Bây giờ bản cung dựa vào thanh xuân trẻ đẹp mới có thể tranh sủng với toàn phi. Bản cung nghĩ trong tương lai người có thể thay thế bản cung chắc chắn chỉ có nhà người thôi. Cảnh Trần không dám. Cảnh Trần chỉ muốn góp sức khuyến mở cho nương nương mà thôi, làm mở tiền chốt cho nương nương. Ngươi khỏi cần hồi hộp. Tục ngữ có câu: hoa vô bách nhật hảo, nhân vô thiên nhật hồng. Cho dù không có ngươi, cũng có những cô nương nguồn nguồn bất tận, hết người này tới người kia đưa vào trong cung. Nè, bản cung hỏi ngươi, nếu như cho ngươi chọn lựa, tiếp tục ở trong cung đấu tranh hay là xuất cung sống với ngày tháng bình thản, ngươi sẽ chọn lựa cái nào? Tôi sẽ chọn lựa ở trong cung. Nè, tại sao? Thật ra rất là đơn giản. Thứ nhất, ngày tháng ở ngoài cung sống không thoải mái, bần tiện phu thê bá sự ai. Nghe nói toàn phi nương nương ở trong lâm thanh chi loạn cũng đã từng xuất cung, cuối cùng bà đã trở về. Thứ nhì, xuất cung thật sự quá mạo hiểm đi, nếu như có gì sai trái e rằng mất luôn cả tánh mạng. Nhà người nói đúng, người nói thật là đúng. Lần này nương nương được trời cao thương xót, có thể trùng sanh, còn có sự giúp đỡ của Thái Hậu lão Phật gia, nương nương đâu còn cái gì để sợ nữa. Theo Cảnh Trân nhìn thấy, nương nương bây giờ cái điều quan trọng nhất là sáng trừ những người nguy hại ở bên cạnh của nương nương. Như vậy cuộc sống sau này của nương nương ở trong cung có thể yên tâm hơn. Đúng vậy, ở trong cung tốt hơn, trong cung an toàn, trong cung an toàn. Dù sao trong cung cũng an toàn hơn. Tây Lâm Phương, Dinh Quảng Hải, ta sẽ không để cho các người yên đâu. Ngân Kiều, Bách Túc Chi Trùng chết nhưng không cứng. Cung Hỉ Muội Muội trở về cảnh nhân cung. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Người giống như bản cung sống ở trong thế giới, mục đích chỉ làm cho người nào đó thất vọng thôi. Ai bị thất vọng, nói như vậy còn quá sớm. Thanh sơn bất đại, luật thủy trường ngư, chỉ cần chưa vào nấm mồ, người nào là người cuối cùng cười còn chưa có biết. Vậy sao? Như vậy muội muội chờ xem tỷ tỷ làm sao xoay trở càng khôn, gây mưa gây gió đó. Gây mưa gây gió xoay trở càng khôn, đó là những màn hấp dẫn của muội muội. Ở trong phòng của bổn cung không có kép hát xuất nhập, sao có thể hát được những cái màn đó? Tỷ tỷ vào cung lâu hơn bản cung, cần phải biết rõ. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng có nói bậy. Thôi được rồi, xin lỗi nha. Bản cung còn phải cùng với Thái Hậu đi nghe hát nữa. Khởi giá. Hương Huệ. Dạ. Phải chú ý những động tĩnh ở tại cảnh nhân cung. Bổn cung thì không tin. Ta sẽ thua cho nó. Dạ nương nương. Ngưng. Đi đi. Khoan đã, xe nước này bổn cung phải đích thân kiểm soát. Hãy bắt cặp cẩu nam nữ kia giùm cho bổn cung. Dạ. Dạ. Đánh làm sao đây? Tùng Ninh, ta không muốn chết. Tùng Ninh, làm gì vậy? Không gì chứ? Không có gì, tôi hãy ngủ đi.
Thục Ninh, không lẽ em thay đổi ý kiến hay sao?